Kuala Lumpur này luôn. Dạ. Thì đồng Ba Tu này trước đây, trước khi mà nó được chọn là cái nơi thờ phụng của người Ấn Độ đó, thì những người Ấn Độ đã có mặt ở đây rồi. Dạ. Nhưng mà họ chưa có phát hiện ra cái động này. Thì nhờ một người thám hiểm người Mỹ, dạ, thì ông mới đi du lịch đến Malaysia. Thì trong một cái chuyến đi thì ông đã tìm ra cái hang động này. Dạ. Thì cái ngọn núi này có tên gọi là Ba Tu, cho nên là cái động này có được cái tên gọi là Ba Tu. Dạ. Thì khi mà phát hiện ra được cái động này, thì lúc mà cái ông người Mỹ đó ông đi đó, thì ông phát hiện ra xong thì ông mới chỉ là giống như cái sự phát hiện cùng với lại những cái người Ấn Độ xong sinh sống tại cái khu vực này. Thì sau đó là ông ấy đi về nước. Dạ. Thì những người Ấn Độ ở đây thì họ phát hiện, họ biết được đây là cái nơi gọi là có cái cảnh quan đẹp, cũng giống như là có một cái độ cao. Dạ. Và ở bên đây á, đối với người đạo Hindu á, thì đây là cái đạo mà không có thần, không có thần đứng cai trị. Dạ. Đối với đạo Hindu là không có thần. Dạ. Đây là tôn giáo không có thần. Dạ. Thì khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh quan ở đây khá là hùng vĩ, nhờ thứ nhất đó là cái chiều cao của cái bậc thang. Ở đây gồm có 272 cái bậc thang. Dạ. Và một cái bức tượng thần Murugan, đó là vị thần tối cao của bên đạo Hindu. Dạ. Thì vị thần tối cao này á, là có một cái gọi là cái phép thần để giúp cho người Ấn Độ, bảo vệ cho người Ấn Độ, cho nên là họ đã tạc cái bức tượng này cao 43 mét. Dạ. Đó. Thì bậc thang. Dạ. Và 272 bậc thang này không có gọi là cái cách xây dựng đó, cái khoảng cách của cái bậc thang đó, nó không có quá xa để mà chúng ta bước. Dạ. Rất là dễ dàng cho chúng ta bước. Rồi. Ở trên đây thì ở trong động á, là động cao, cái chiều cao của cái động này là 100 mét. Dạ. Thì chúng ta lên 272 bậc thang rồi, chúng ta sẽ vào trong động để chúng ta tham quan. Dạ. Rồi ai mà không đi thì chúng ta sẽ ở phía dưới này, chúng ta chụp hình với lại quan toàn cái cảnh ở tại động. Dạ. Và ai mà muốn thì em sẽ dựng cái vẻ Hena. Dạ. Rồi trước khi mà chúng ta đến làm những cái việc mà Trâm vừa nói, thì chúng Trâm mời gia đình mình vào trong một nơi. Dạ. Nơi đây được có một cái loại đặc sản của người Ấn Độ, đó chính là chúng ta sẽ vào thưởng thức một loại trà có tên gọi là tea sarit. Dạ. Thì cái trà này là trà sữa, mà trà sữa này là trà sữa của người Ấn Độ. Dạ. Và họ sẽ biểu diễn cho chúng ta thấy là cái gọi là, ở đây gọi là trà kéo á. Dạ. Thì họ sẽ biểu diễn cho chúng ta thấy là họ có thể đổ trà từ cái bình này sang cái bình khác với một cái khoảng cách rất là xa. Dạ. Và không phải ai cũng làm được. Dạ. Đó. Thì sau khi mà biểu diễn xong thì gia đình của chúng ta có thể thưởng thức. Thì trà này có hai loại, một loại là trà truyền thống, là một loại á, là trà gừng, trà tea tarik gừng, rất là ngon nha gia đình. Dạ. Thì gia đình của chúng ta mình có thể mua về để uống hoặc là làm quà nếu mà chúng ta thích. Dạ.